Tương tự như thế, sau khi đã cung kính Đức Phật, người ta phải tiếp tục nhớ đến những phẩm hạnh của Đức Phật. Các phẩm hạnh của Đức Phật là gì? Sau đây là các phẩm hạnh của Đức Phật. Itipisu Bhagavat Arahang Samma Sambuddho Vidya Charana Sampanno Sugato Lokavidu Anuttaro Purisa Dhamma Sarathi Sattha Deva Manusyanan Buddho Bhagavati. Itipiso Bhagava. Ngài là một Bhagavan. Bhagavan là gì? Trong 25 thế kỷ qua, Ấn Độ đã đánh mất ý nghĩa của chữ Bhagavan này. Ngày nay có các Bhagavan ở khắp nơi, nhiều như ếch nhái trong mùa mưa. Bhagavan khắp mọi nơi, ai cũng tự cho mình là Bhagavan. Như thế nào là một Bhagavan? Trở lại 25 thế kỷ trước, Bhagavan là gì? Bhagga ragu ti bhagava, bhagga doso ti bhagava, bhagga moho ti bhagava. Bhagavan là người đã diệt trừ mọi raga, là lòng ham muốn, diệt trừ mọi dosa, là sự ghét bỏ, và diệt trừ mọi moha, là vô minh, ảo tưởng, lầm lẫn. Người sống trong hào quang của sự giải thoát là một Bhagavan. Cho nên, trừ phi tất cả các bất tịnh này bị diệt trừ, thật là sai lầm khi tự cho mình là một Bhagavan. Đức Phật là một Bhagavan, một Bhagavan. Quý vị có ngưỡng vọng phát triển những phẩm chất của Đức Phật? Từ từ từng chút một, quý vị thoát ra khỏi raga, quý vị thoát ra khỏi dosa, quý vị thoát ra khỏi moha, thoát khỏi cả ba, ham muốn, ghét bỏ, vô minh. Có thế quý vị mới thực sự tôn kính Đức Phật, quý vị mới thực sự có lòng tin vào Đức Phật. Arahant, một lần nữa, theo ngôn ngữ cổ của Ấn Độ thời ấy, Ari có nghĩa là những kẻ thù, Ham có nghĩa là người đã tiêu diệt, diệt hết kẻ thù. Ồ, một người chủ trương bất bạo động thì làm sao có thể sát hại ai được? Nhưng người ấy đã tiêu diệt hết mọi kẻ thù. Kẻ thù của chúng ta là ai vậy? Không người nào bên ngoài cả. Không người nào bên ngoài là kẻ thù của ta cả. Sự bất tịnh của chính mình mới là kẻ thù của ta. Người đã tiêu diệt hết cả những bất tịnh sẽ không còn một chút tật xấu nào trong tâm. Người ấy trở thành một Arahant. Người ấy đã tiêu diệt hết mọi kẻ thù. Samma Sambuddho là người đã trở thành bậc giác ngộ hoàn toàn bằng nỗ lực riêng của mình. Mọi người phải dùng nỗ lực riêng của mình để trở nên giác ngộ hoàn toàn. Người nào không tự mình nỗ lực và trông mong vào một quyền lực siêu nhiên, vô hình nào đó để biến mình thành người giác ngộ, người ấy không hiểu thế nào là một vị Phật. Samma Sambuddho, mỗi người phải tự tu tập để tự giải thoát, để tự giác ngộ bằng nỗ lực của chính mình. Itipiso Bhagava Arahang Samma Sambuddho Vijja Charana Sampanno. Người hoàn thiện trong Vijja và hoàn thiện trong Akarana. Điều này có nghĩa trong thực hành cũng như trong lý thuyết. Người hiểu rõ tham ba ở trình độ cao nhất, Vijja, trí tuệ, và rồi người đó áp dụng trong cuộc sống. Đây là phẩm hạnh của một vị Phật. Yathavadi tathakari, yathakari tathavadi. Bất cứ điều gì Ngài thuyết giảng, Ngài thực hành trong đời, Ngài chỉ thuyết giảng những gì Ngài thực hành, không nhiều hơn. Đây là lý do tại sao Ngài được gọi là Tathagata, người đã bước đi trên con đường tự chứng nghiệm chân lý, chân lý, chân lý, và đã đạt tới đích là chân lý tối hậu. Nếu chúng ta nói rằng chúng ta là tín đồ của Đức Phật, chúng ta phải đi theo con đường đó, từng bước một, cùng với sự thật, sự thật. Vidya charana sampanno sugato. Từng bước của người này là bước đi đúng đắn. Người ấy không thể làm một điều gì từ việc làm, lời nói, ý nghĩ mà có thể gây tổn thương cho người khác. Chúng ta cũng cố gắng phát triển phẩm hạnh này trong chúng ta. Mỗi bước đi của chúng ta, mỗi hành động của chúng ta nên đem lại sự tốt lành cho người khác, chứ không gây tổn hại cho người khác. Lokavidu, người đã thực chứng chân lý của toàn thể vũ trụ trong phạm vi cơ cấu thân thể này. Chúng ta cũng bắt đầu cất bước để chứng nghiệm chân lý của toàn thể vũ trụ
trong phạm vi cơ cấu thân thể. Suốt cuộc đời Ngài, Ngài không ngừng phụng sự chúng sanh với đầy lòng từ bi. Ngài trở thành giác ngộ vào tuổi 35 và qua đời vào lúc 80 tuổi. 45 năm phụng sự chúng sanh suốt ngày đêm không ngừng nghỉ. Khổ đau có khắp mọi nơi, chúng sanh có quá nhiều khổ đau. Ngài tìm ra được một phương pháp huyền diệu, một con đường giải thoát huyền diệu. Và vì lòng từ bi, Ngài không ngừng phụng sự chúng sanh suốt ngày đêm. Ngài ngủ không đến 2 hay 3 tiếng đồng hồ, và cả những lúc này chỉ nằm xuống với ý thức và với trí tuệ. Khoảng thời gian còn lại, Ngài phụng sự. Ngài không ngừng phụng sự chúng sanh suốt cuộc đời Ngài. Bây giờ vào lúc 80 tuổi, Ngài tuyên bố, 3 tháng sau ta sẽ lìa bỏ thân này, ta nên đi đâu? Lúc ấy Ngài đang ở nơi nào đó tại miền đông Ấn Độ. Ngài quyết định đi tới Kushinaga, một thành phố lớn ở giữa miền Bắc Ấn Độ. Ngài tới đó, bây giờ là đêm trăng tròn. Đến hết đêm ấy, Ngài sẽ chút hơi thở cuối cùng. Ngài nằm dưới gốc cây, thị giả Ananda có mặt ở đó để săn sóc Ngài. Thình lình một ý tưởng đến với Ananda, tảng sáng hôm sau, Ngài sẽ không còn nữa. Có hàng ngàn người trong thành phố là tín đồ của Ngài. Khi họ biết rằng Ngài đã đến gần thành phố của họ, họ sẽ cảm thấy rằng cái ông Ananda điên này không báo cho chúng tôi biết. Nếu không, ít ra chúng tôi cũng thấy mặt Ngài và đảnh lễ Ngài khi Ngài còn tại thế. Đây là bổn phận của tôi phải thông báo cho họ. Ananda đi vào thành phố và chỉ thông báo cho một hay hai người biết. Tin ấy lan ra khắp nơi như lửa rừng. Người ta bắt đầu đến rất đông. Sáng mai Ngài sẽ không còn ở đây nữa, cho nên chúng ta phải đảnh lễ Ngài khi Ngài còn sống. Một số đông người đến, Ananda không biết phải đối xử ra sao. Ngài Ananda yêu cầu, xin quý vị vui lòng đi theo hàng để nhiều người được đến đảnh lễ và lui ra, đến đảnh lễ và lui ra. Canh thứ nhất đã qua, canh thứ hai cũng đã qua. Bây giờ đêm đã gần tàn, chỉ còn vài phút nữa Đức Phật sẽ chút hơi thở cuối cùng. Nhưng vẫn còn rất đông người. Có người đứng ở đầu hàng từ chối không muốn rời đi. Người ấy nói, không, thầy chỉ muốn tôi đi tới đảnh lễ Đức Phật. Đảnh lễ cái thân xác này ư? Làm như vậy tôi được lợi gì đâu? Tôi muốn được Đức Phật chỉ dạy phương pháp thiền huyền diệu này. Tôi biết Ngài đã được hoàn toàn giải thoát. Ngài biết cách thức. Tôi không biết là quý vị sẽ dạy cái gì sau khi Ngài qua đời. Có thể quý vị sẽ dạy phương pháp một cách đúng đắn. Có thể quý vị sẽ dạy sai. Trong khi Ngài còn tại thế, tôi muốn được học phương pháp này với Ngài. Ananda nói, hãy nhìn xem trong vòng vài phút Ngài sẽ thở hơi cuối cùng. Đây không phải là lúc để dạy ông thăm mà. Nhưng ông ta trả lời, không. Được rồi, nếu ông không muốn đảnh lễ, hãy ra đi, rời khỏi nơi đây để dành chỗ cho người khác. Hãy để cho họ tiến tới. Ông này vừa không đảnh lễ cũng chẳng chịu rời bước. Những lời này đến tai Đức Phật. Có người đã đến sông Hằng để lấy tay vốc nước uống cho hết khát. Và có người nói với người ấy, không, ông không thể lấy nước để uống cho hết cơn khát. Chỉ đảnh lễ sông Hằng và ra đi. Dòng sông Hằng bắt đầu dâng tràn. Dòng sông Hằng từ bi bắt đầu dâng tràn. Ananda, hãy cho phép ông ta tới. Ông ấy cần tham ma. Ông ta đúng là người đáng được thọ nhận tham ma. Ông ta đang cần. Hãy đưa ông ta vào đây. Ta sẽ truyền dạy tham ma. Trong khi thở hơi cuối cùng, Ngài giảng dạy tham ma. Ít ra là một người nhận được con đường giải thoát. Không có một khoảnh khắc nào để phí phạm. Chỉ phụng sự chúng sanh mà không quan tâm gì đến sự an ổn của chính mình. Chỉ giúp đỡ chúng sanh. Nếu chúng ta chỉ phát triển được một chút từ bi như thế, tình thương như thế, thiện ý như thế, lòng phục vụ vô vị lợi như thế, thì khi nói rằng chúng ta là tín đồ của Đức Phật mới có ý nghĩa. Nếu không như thế, đó chỉ là nghi lễ, nghi thức, chẳng đạt được mục đích nào cả.